cắt tấm này, thử cái này thế nào. Này không cắm được, cắt tròn cắm sao vào đấy, cắm được đâu. Mà cần đéo thì cần này, đấy nó vào lấy rồi cắm được. Livestream phát trực tiếp cho 500 anh em xem à? Ai phát trực tiếp quay video là cách công việc sửa máy của anh em nó vất vả như nào, nên là anh em nếu mà về nhà ấy, vợ con hoặc là anh em đừng có hỏi là lương tháng này bao nhiêu, mà hỏi là hôm nay anh đi làm về có mệt không, anh có ăn được nhiều cơm không, chứ đừng hỏi lương tháng này bao nhiêu kế. Đấy, được chưa? Đây là vất vả của anh em nghề sửa chữa. Đây là các chị em mà hay là các anh em nào, các bạn bè của người thân đang làm trong cái ngành sửa chữa thì đừng hỏi là lương tháng này bao nhiêu mỗi khi về nhà, mà hãy về nhà hãy quan tâm vào những câu hỏi ví dụ như anh đi làm không mệt không. Ôi giời. Đây này anh lắp bạc hơi côn. Đây này đang nghỉ doa thì không còn thua. Anh em nhìn, anh em xem để cảm nhận sự nguy hiểm của nghề sửa chữa máy công trình. Đấy, anh em này rất là vất vả, không hề sung sướng như là mọi người thường nghĩ. Ok. Đảng ơi. mút. Đây, mình thông qua một dòng các xưởng của